Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài ứng dụng YouTube trên những cái dòng máy đời thấp như iPhone 4, iPhone 4S, iPad 2, iPad 3. Thì do nhu cầu hiện nay, một số bạn vẫn còn xài cái dòng máy iPhone 4, iPhone 4S. Tuy nhiên hiện nay các hãng Apple nó luôn luôn cập nhật phần mềm. Và đối với những cái dòng điện thoại mà iPhone 4, 4S hoặc là những cái iPad 223 gì á, là nó sẽ không còn hỗ trợ phần mềm nữa. Nên mà việc cài đặt các ứng dụng như ứng dụng YouTube á, cũng hơi khó khăn nha các bạn. Đây, các bạn có thể kiểm tra. Cái thứ nhất cái điện thoại nè, cái điện thoại iPhone 4S ha. Thì các bạn vô phần cài đặt. Rồi, các bạn kiểm tra cái version của nó. Mình giới thiệu nè các bạn. Thì đây là cái con iPhone 4S ha. Đây là cái phiên bản version của nó nè. 9.3.5. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái phần mềm của hãng Apple bây giờ nó lên khoảng iOS 13 rồi, iOS 14 là mới nhất luôn á. Nên những cái phiên bản version như iOS này á, nó không hỗ trợ cập nhật nha. Mình giả sử đi, đây là cái con iPhone 4S đi. Các bạn á, đã đang xài cái ứng dụng YouTube á. Đây. Một khi các bạn vô tình các bạn xóa cái ứng dụng này YouTube này xuống á, hoặc là các bạn trong quá trình các bạn sử dụng, các bạn restore lại máy á, thì nó sẽ mất cái ứng dụng YouTube này. Giả sử mình xóa ứng dụng này đi. Rồi, và là YouTube này nó mất nha các bạn. Rồi khi mà các bạn muốn cài lại á, thì các bạn một số bạn các bạn vô App Store nè. Các bạn search cho mình YouTube. Coi các bạn có thể đào tải được không, chắc chắn là không được nha các bạn. Tại vì bên server của Apple nó không hỗ trợ đấy nha. Rồi các bạn thử gõ YouTube vô đây nè, để các bạn tìm tra cứu để mà các bạn download cái ứng dụng này về. Đây, các bạn nhấn nút tải về. Nè, nó không tương thích với iPhone này nha các bạn, là nó không cho mình đào cái ứng dụng YouTube. Tại vì ở đây cái version của mình á, version cái máy này á, thứ nhất là cái máy này nó support là không được hãng Apple nó hỗ trợ nữa. Cái thứ hai là version này version cũ nha các bạn. Hôm nay cái iOS của mình nó là 9.3.6, nhưng mà hiện nay bây giờ nó lên là iOS 14 đúng rồi, là cái version này quá cũ rồi. Thì ở đây nó sẽ không hỗ trợ, không cập nhật nữa. Nào để mà mình cài lại cái ứng dụng YouTube này. Thì đây á, là một cái cách cài cho các bạn. Nè, trong trường hợp mà các bạn sử dụng iPhone dòng thấp như iPhone 4, 4S nè, iPad 2, iPad 3 nè, hoặc là cái iOS đó, version phiên bản thấp đó nha các bạn. Ở đây mình chia ra hai phần. Cái thứ nhất là máy đã jailbreak nha các bạn. Cái phần thứ hai là máy chưa jailbreak nha. Jailbreak là gì? Jailbreak là nó, các bạn hiểu nôm na nó là cái quá trình mà bẻ khóa iPhone đó. Thì đây các bạn có thể hiểu nôm na là một số cái ứng dụng mà bên Apple nó sẽ cho các bạn tải về, hoặc là các bạn tải về nó tính phí. Còn khi mà các bạn đã bẻ khóa iPhone đó, thì các bạn sẽ cài được cái những ứng dụng mà bên thứ ba, hoặc là cái ứng dụng mà miễn phí như game hoặc là mấy cái trò chơi mà một số nhà phát triển phần mềm á nó sáng tạo ra. Tuy nhiên á, đối với hãng Apple á, thì nó sẽ không cho phép các bạn tải về, tại vì vấn đề và lý do về bản quyền và bảo mật á, nó sẽ không cho tải về. Khi mà các bạn bẻ khóa iPhone á, thì nó sẽ cho các bạn tải tất cả các chương trình nói về được. Thì ở đây á, khi mà các bạn cài đã jailbreak á, cái gì là các bạn bẻ khóa iPhone á, thì trong cái máy các bạn, mình giả sử đi, trong cái máy này
nó sẽ có một cái ứng dụng gọi là ứng dụng CDR. Các bạn nhìn thấy biểu tượng ở đây nè, nó có một cái ứng dụng gọi là tên là CDR nha. Thì nó cũng giống như phần App Store á, thì các bạn vào CDR này á, các bạn sẽ search cái phần YouTube và các bạn tải về. Đối với những cái máy mà phiên bản cũ nha các bạn, thì cái cách này á là dành cho những máy đã jailbreak nha. Còn những máy nguyên bản của nó là chưa jailbreak á, thì các bạn làm cách nào? Đây, mình sẽ thực hành trên cái con iPhone này luôn nha các bạn, iPhone 4S ha. Thì đây á, các bạn cũng vào App Store nè. Là các bạn vô phần kho ứng dụng của nó, App Store nha. Rồi, cái đây phần tìm kiếm, các bạn vô phần cập nhật. Phần góc dưới cùng bên tay phải nè các bạn vô phần cập nhật nha. Rồi, tiếp theo các bạn vô phần đã mua. Cái icon đã mua nè, các bạn tích vô. Thì tất cả các ứng dụng mà các bạn đã từng tải về cái điện thoại này á, đối với cái Apple ID này á, thì nó sẽ lưu trong cái phần này nha các bạn, phần cập nhật là tất cả nè. Rồi các bạn, khi mà các bạn vô phần này á, các bạn tìm kiếm đây là tất cả ứng dụng mà các bạn đã từng tải về nha. Các bạn nhìn thấy cái biểu tượng đám mây á, là các bạn đã từng download giờ rồi. Rồi các bạn có thể tìm thấy cái biểu tượng icon YouTube nè, rồi các bạn tích vô. Rồi tiếp theo đây á, nó hỏi là các bạn là muốn tải về phiên bản tương thích mới nhất không về không, thì bạn tích vô phần tải về, là cái phần mà YouTube nó cập nhật á, version mới nhất luôn, nó sẽ cập nhật về cho cái máy của các bạn. Rồi các bạn sau đây các bạn đợi nó tải về, nó load về. Rồi các bạn chờ cho nó tải về xong á, nó sẽ tự cài đặt trên máy các bạn luôn. Đây nè, khi mà tải xong á, nó sẽ có cái icon mở nha các bạn. Rồi các bạn tích vô là các bạn mở, là cái mà mở là YouTube rồi. Rồi bên ngoài cái phần desktop á, nó sẽ có một cái icon gọi là YouTube luôn nha các bạn, là giống như lúc đầu á. Nào các bạn thoát ra nè, thoát ra ngoài bên trong phải không các bạn, thấy không? Đây là mình đã xuất hiện được cái mạng, cái biểu tượng YouTube rồi. Rồi các bạn tích vô, các bạn truy cập vô thôi. Đây là cái YouTube mới nhất, nó đây này, cho phép nè. Thì đến đây là những cái tài khoản Gmail cũ nha các bạn, hoặc là các bạn tạo một cái tài khoản Gmail khác ha, để các bạn đăng nhập vô YouTube bình thường thôi. Đây, mình đã vào được cái trang YouTube rồi nha các bạn. Thì như vậy á, mình đã tải xong thành công cái ứng dụng YouTube, mà một khi mà các bạn lỡ tay các bạn xóa đi, hoặc các bạn cập nhật á, nó bị mất cái YouTube này, thì chắc chắn là những tất cả các ứng dụng á, nó đều nằm trên App Store, mà khi các bạn tải về nó được lưu trên iCloud hết nha các bạn. Thì đây á, là cách để mà các bạn tìm lại các ứng dụng YouTube khi mà bên Apple á, nó không cho phép các bạn tải về. Thì tất cả dữ liệu á, tất cả ứng dụng luôn nha, chứ không riêng gì YouTube nha, là nó được lưu trữ trên iCloud. Thì các bạn vô cái phần cập nhật á, các bạn lấy được cái ứng dụng của nó về nha các bạn. Là đối với những cái máy mà chưa jailbreak nha. Còn những cái máy đã jailbreak thì các bạn vô jailbreak xong á, thì có ứng dụng, một cái ứng dụng gọi là CDR, thì các bạn ca vô phần shop này á, các bạn cứ giống như bên App Store, các bạn tải cái phần YouTube này và là bạn xài được ha.
Rồi, và là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Có ý kiến thắc mắc gì các bạn đã là comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.